Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình đã tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả bạn về một cái ứng dụng giúp các bạn thể tham gia chơi game, kiếm tiền rút về ví PayPal của bạn hoàn toàn là miễn phí. Và min rút ở trên cái ứng dụng này nó rất là thấp, chỉ có 0,5 đô thôi là chúng ta có thể rút được rồi nhé. Thì đối với những cái ứng dụng mà nó mới thì thường nó sẽ còn uy tín nhé, nên là các bạn thể tham khảo luôn cho mình. Bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn các bạn là cách đăng ký này, sau đó hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta thể kiếm tiền được miễn phí ở trên cái ứng dụng ngày hôm nay. Cái đường link tham gia tải ứng dụng mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Ứng dụng này có tên là, các bạn có thể để ý này, Bad Bomb nhé. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn sau. Ở đây thì nó sẽ có hai phần để chúng ta thể download ứng dụng. Hiện tại thì nó đang hỗ trợ cả hệ điều hành iOS, có nghĩa là bạn nào mà dùng iPhone thì các bạn đều là tải được nhé. Còn bên này là dành cho các bạn dùng hệ điều hành Android. Các bạn sẽ sử dụng hệ điều hành nào thì các bạn chọn. Mình đang sử dụng là Android thì mình sẽ chọn ở đây là Android này. Mình sẽ ích cái này ra này. Đây, nó sẽ có một cái phần, đó là phần cài đặt. Đối với bạn nào mà chưa cài đặt, các bạn ấn mục phần cài đặt nhé. Hiện tại thì mình đã cài đặt rồi. Bây giờ mình chỉ cần việc là mở ứng dụng này lên, sau đó hướng dẫn các bạn là kiếm tiền miễn phí ở trên cái ứng dụng này. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên nhé. Đây, ứng dụng Bombard này. Ứng dụng này khá là hay, rất là nhiều trò chơi đây để chúng ta thể tham gia chơi game nhé. Sau khi mà các bạn đã mở cái ứng dụng này lên thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Đầu tiên, đối với bạn nào mà chưa liên kết tài khoản, các bạn sẽ ấn mục phần hình người đây cho mình. Các bạn sẽ liên kết cho mình tài khoản nhé. Điền cho mình họ và tên này, sau đó chọn cho mình cái Gmail. Ở đây thì mình đã liên kết thành công rồi và nó đã hiện lên tên tài khoản của mình ở đây rồi nhé. Bên dưới này thì nó sẽ có một số phần thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để các bạn thể kiếm tiền. Đầu tiên các bạn sẽ sang cái mục trang chủ đây cho mình trước. Muốn kiếm được tiền thì đầu tiên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là hiện lên cái mục PayPal đây. Cái mục PayPal là cái mục rút tiền nhá, để chúng ta thể rút tiền. Để hiện lên cái mục rút tiền này thì các bạn cần phải vào cái mục đó là Invest chuyên này, có nghĩa là cái phần mà các bạn đi tham gia giới thiệu bạn bè ở đây cho mình nhá. Cộng 1.900 xu này, các bạn ấn mục phần Open ở đây cho mình này. Sau đó các bạn sẽ sang cái mục đó là In the Code ở đây. Ở bên cái mục In the Code thì nó sẽ hiện ra một cái phần update. Hiện tại thì mình đã hoàn thành rồi. Còn đối với bạn nào mà chưa hoàn thành thì các bạn sẽ mở lên đây cho mình. Nó sẽ yêu cầu chúng ta là tham gia ở cái mục Lucky Gua này. Đấy, tham gia ở mục Lucky Gua này tầm vài lần. Đấy, tầm 4 hoặc là 5 lần là các bạn có thể tham gia được ở cái mục này nhá. Đây là các bạn vào đây và các bạn ấn mục phần update. Nó sẽ hiện ra cái phần đó là phần PayPal đây. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ sang cái mục đó là Lucky Down ở đây cho mình này. Hiện tại ở trong cái mục Lucky Down này thì mỗi một ngày chúng ta sẽ nhận được ở đây là 15 cái lượt quay. Và ở trong cái lượt quay này các bạn có thể nhận được tiền thưởng này, nhận được xu và nhận được tốc độ đây nhá. Và mỗi một cái lượt quay này thì nó sẽ tương đương với là một cái video. Đây, mình sẽ tham gia thử một cái lượt quay đây cho các bạn cùng xem nhá. Mình sẽ ấn vào mục quay ở đây. Như vậy là mình đã hoàn thành được một cái lượt quay ở đây rồi nhá. Và một cái lượt quay này mình được cộng ở đây là một cái token ở đây. Đấy, token nó sẽ hiện ở đây cho chúng ta. Càng kiếm được nhiều cái token này thì các bạn có thể quy đổi ra và mua lên level tăng cao lên nhá. Khi mà level của bạn tăng cao lên rồi thì các bạn có thể tham gia chơi game và cái số lượng xu của bạn nó sẽ càng tăng cao lên. Rồi mình sẽ ấn mục phần nhận ở đây này. Và mình sẽ hoàn thành ở đây, có nghĩa là 1 trên 15 đây nhá. Rồi nó sẽ hiện trong vòng là 30 giây ở đây. Và đây nó sẽ hiện là 1 trên 15 đây nhá. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục tham gia một cái lượt quay nữa ở đây này, để xem cái lượt quay này mình sẽ được nhận ở đây là cái gì nhá. Rồi mình sẽ ấn vào 1 trên 15 ở đây. Mình lại tiếp tục hoàn thành được cái lượt quay thứ hai và mình được cộng tiếp là 2 token ở đây nhá. Quá là tuyệt vời, tổng cộng mình đã được 3 token rồi. Rồi mình sẽ chờ một lúc đây á, mình đã hoàn thành được là 2 trên 15. Ở đây thì chúng ta chỉ cần hoàn thành tầm 6 trên 15 thôi. Còn đối với bạn nào mà có thời gian thì các bạn có thể tham gia hết cho mình là 15 trên 15 để các bạn có thể phần nhận được xu và phần nhận được token ở đây cho mình nhá. Và càng kiếm được cái số lượng xu này càng nhiều, các bạn có thể quy đổi ra số lượng USD của PayPal. Hiện tại mình đang có là 12.000, tương đương với là 1.2 đô nhá. Rơi vào tầm là 30.000 tiền Việt ở đây. Đấy, cũng rất là ok rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại nhá. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn sau khi mà các bạn đã hoàn thành được giả sử nhà 6 trên 15 chẳng hạn. Thì các bạn sang cái mục Open này.
cộng 1900, ấn mục phần Enter the code đây. Sau đó các bạn ấn mục phần Config đây cho mình nhá. Nó sẽ có một cái phần Update thì nó sẽ hiện lên cái mục đó là mục PayPal đây cho mình. Bên cạnh đó thì các bạn có thể tham gia trò chơi đây, có rất là nhiều trò chơi. Và các bạn có thể có cái nhiệm vụ ở cái mục đó là Daily Task ở đây. Các bạn ấn mục phần Daily Task ở đây thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái nhiệm vụ để các bạn thể tham gia và chúng ta có thể hoàn thành. Sau khi mà các bạn tham gia hoàn thành, chúng ta sẽ nhận được từng cái mức xu ở đây. Cộng 5 xu này, 5 xu, 10 xu này, 10 xu, 15 xu này và 25 xu. Cao nhất ở đây lên tới là 30 xu ở đây nhá, dành cho các bạn tham gia làm nhiệm vụ ở đây cho mình. Những cái nhiệm vụ này thì nó cũng đều có ở trong này hết nên là các bạn thể yên tâm cho mình. Bên cạnh đó bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tham gia chơi game để chúng ta thể nhận được nhiệm vụ. Ở đây thì có rất là nhiều những cái trò chơi. Thì trước khi hướng dẫn các bạn tham gia chơi game thì mình sẽ cho các bạn xem những cái phần tiếp theo ở đây. Bên này là cái phần bảng xếp hạng nhá, dành cho những người nào mà đứng top ở đây. Hiện tại có rất là nhiều người đứng top, người ta cũng kiếm được khá là nhiều sao này. Đấy, người ta kiếm được cúp, mình mới có là 28 cúp thôi. Bên này là cái phần giỏ quà đây. Ở bên mục giỏ quà này thì các bạn có thể xem video nhận token này. Xem video, mỗi một cái video các bạn thể nhận được 8 xu ở đây. Đây giả sử nhá, mình sẽ xem một cái video ở đây để mình có thể nhận được xu ở đây này. Đây mình sẽ ấn mục phần 0/10 ở đây. Rồi như vậy mình đã được cộng vào đây là 8 xu nhá. Đấy rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần xem một cái video là chúng ta đã được cộng 8 xu, 10 video là được 80 xu. Mỗi một ngày chúng ta xem tầm 10 cái video. Đây là cái phần bên giỏ quà nó khuyến mại thêm cho các bạn nhé. Còn có rất là nhiều phần các bạn có thể mua xu này, đổi xu để cộng token. Để càng kiếm được nhiều token này, đây các bạn để ý này, token nó sẽ quy đổi ra đây, top ở đây cho mình. Bên này là mục trang chủ ở đây nhá. Và sau khi chúng ta đã hiện lên mục PayPal đây rồi. Hoặc nếu mà bạn nào mà chưa hiện lên thì các bạn có thể tham gia chơi game cho mình. Đấy. Nên nhớ nhá, muốn hiện lên cái mục chơi game các bạn cần phải vào cái mục Open này để các bạn thể mở cho mình. Bây giờ thì mình sẽ chọn một cái trò chơi để mình tham gia đi. Hiện tại đang có 4 trò chơi được mở, còn những trò chơi này đang khóa nhá. Mình sẽ chọn cái trò chơi đó là phi hoa quả ở đây nhá. Các bạn thể chọn cho mình cái trò chơi phi hoa quả ở đây, mình sẽ chọn đây này. Đây mình sẽ chọn chém hoa quả nhá. Đấy rất là nhiều trò chơi đây. Các bạn tham gia chọn nhá. Chơi game ấy chúng ta cần phải tìm cả đối thủ nữa nhá các bạn nhá. Kiểu như là mình sẽ tìm một đối thủ cũng đang online như mình chẳng hạn. Đấy, đây có đối thủ rồi. Chơi khá là song phẳng này các bạn ạ. Chém hoa quả này, go này. Ui, ok rồi. Ui, người ta đã được 70 điểm rồi. Sao chém nhanh thế? Mình nể ông kia thật, đã được 1-200 điểm rồi. Sao mình cứ bị cái quả bom này thế nhỉ? Rồi, người ta đã được 500, mình mới được có... Tôi chưa xịn thế. Mình chậm quá các bạn ạ. Ok, 122, người ta đã được 600 rồi. Cái mục này là cái mục giúp chúng ta thể kiếm được nhiều điểm này. Nhưng mà mình chém toàn xịt thôi các bạn. Tiếc quá. Ui. Ui. Sao có một quả mà không bắn được nhỉ? Ngón tay của mình ấy ấn nhanh quá. Người ta đã được 900, 1.000 rồi. Buồn quá các bạn ơi, 400 rồi. Ok. Ok, 500 rồi, 7 giây nữa là ván này lại thua rồi. Cứ lúc mình phi ra ván này lại thua các bạn, buồn quá. Mình chơi hơi chậm, ok. Mình sẽ chọn chơi tiếp một ván nữa đi, để xem cái tỷ lệ của mình nó sẽ thế nào. Rồi, ván này xem có giành được chiến thắng không nhá. Ván vừa trước hơi buồn một chút. Ok, được 2. Ui, đã được 62 rồi. Người ta máy hay sao? Mình cảm thấy lẻ ông kia thật. Họ chơi giỏi quá. Rồi,
xoay đi, xoay đi, xoay đi. Có khả năng là mình sẽ cứu vãn được tình hình đấy, cứu vãn được tình hình đấy. Rồi, được 500 rồi, 400 rồi, ok. Khả năng là ván này sẽ thắng đấy, 700 rồi, nhanh lên. Rồi, sao nhiều này vẫn bị mít được nhỉ? Ok, được 1.000 rồi. Ok, 13 giây nữa thôi, cố lên. Chơi lại hay, tâm lý quá các bạn ạ. Khả năng ván này mình sẽ thắng. Ok, hết thời gian rồi các bạn nhé. Rồi, như vậy là ván này mình thắng này, mình được cộng 1 token, kèm theo đó là 31 cúp. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn mục phần ok. Đấy, tham gia chơi khá là hay này. Rồi, mình sẽ ấn mục ok đây nhá. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thể tham gia chơi game. Bên cạnh đó rất là nhiều phần. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn rút tiền nhá. Các bạn mục phần PayPal đây cho mình này. Ở mục PayPal này mình cho các bạn xem cái mục lịch sử này. Các bạn có thể ấn mục phần lịch sử đây để chúng ta có thể kiểm tra xem những cái lịch sử mà mình rút tiền đây. Đây mình rút là 0,5 đô, 0,5 đô. Mình rút về cái ứng dụng TapX nhá. Đây mình rút về ứng dụng TapX ở đây này. Ở đây các bạn có thể download cái ứng dụng TapX về này. Sau đó liên kết, đây download về này. Sau đó các bạn có thể liên kết mở nó lên, liên kết như bình thường thôi. Đây các bạn có thể mở lên liên kết như bình thường nhá. Và từ ứng dụng TapX này các bạn có thể rút về PayPal của bạn nhá. Đây, nó sẽ có phần PayPal. Và các bạn có thể rút từ đây về. Đấy, điền cho mình cái Gmail PayPal đây. Đấy, nó chỉ có một thêm một cái bước, đó là chúng ta cần phải rút về cái ứng dụng TapX này, sau đó chúng ta mới có thể rút về cái tài khoản PayPal của bạn. Rồi mình sẽ quay trở lại. Sau khi mà chúng ta đã download liên kết rồi, bây giờ các bạn sẽ chọn rút cho mình nhá là 0,5 này. Rồi ấn mục phần Zalo này, ấn mục phần Confirm đây. Đây nó báo này, đang xử lý nhá. Ở đây nó xử lý rất là nhanh một lúc thôi, chỉ trong vòng vài phút thôi là nó sẽ chuyển sang cái ứng dụng TapX. Và từ ứng dụng TapX thì các bạn sẽ chọn vào PayPal là các bạn có thể rút về cái tài khoản ví PayPal của bạn. Đấy, và số của mình đã bị trừ đi. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là rút tiền nhá, rất là đơn giản thôi. Thì đây là một cái ứng dụng mới giúp các bạn thể tham gia chơi game và chúng ta thể kiếm tiền miễn phí ở trên cái ứng dụng này. Bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình sẽ hướng dẫn nhá. Video của mình kết thúc ở đây. Bây giờ mình sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây. Bây giờ mình sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây. Video đợt trước của mình có 19 comment. Bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây nhá. Xem bạn nào may mắn nhất đây. Xin chúc mừng bạn Nẻ Noi này. Cảm ơn bạn này. Sau video này bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình. Mình sẽ gửi cho bạn một phần quà. Video của mình kết thúc ở đây. Xin chào tất cả bạn nhá.